Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự trưa thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự trưa hôm nay, chúng tôi tiếp tục với các tin tức liên quan tới tình hình chính trị, kinh tế xã hội Việt Nam và các tin tức quốc tế nổi bật. Và một cái chủ đề đầu tiên chắc chắn đó là câu chuyện liên quan tới sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, những cái tin tức mới nhất cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã rơi vào cái tình trạng hôn mê. Hiện nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thoi thóp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Có những thông tin cho biết sau Hội nghị Nông dân Việt Nam lần thứ 8 ngày 26 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lâm vào cái tình trạng sức khỏe phải vào cấp cứu tại viện 108 và diễn biến bệnh tình mỗi ngày một xấu đi. Ông Nguyễn Phú Trọng được các cái bác sĩ chuyên khoa đầu ngành chẩn đoán bị nhồi máu não, được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu ICU. Trong khi đó có những tin tức rò rỉ cho hay ông Nguyễn Phú Trọng bị tai biến lần thứ hai, xuất huyết não bán cầu phải, và hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang ở trong cái tình trạng hôn mê sâu. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cũng đề cập những cái tin tức vừa kể, thậm chí có một chi tiết đặc biệt, đó là trang Wikipedia bằng tiếng Anh có những cái người đã vào sửa đổi, đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời ngày 11 tháng 6, ngày 11 tháng Giêng, tuy nhiên sau đó đã được sửa lại. Và thưa quý vị, ngoài ra còn có các tin tức liên quan tới tình hình nội chính Việt Nam xung quanh câu hỏi ai sẽ thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu như ông Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ được kết thúc bằng bản tin chiến sự Ukraine. Và như thường lệ, chúng tôi tới với quý vị một cái bản tin đầu tiên chúng tôi tới với quý vị, đó là một cái bản tin của Reuters với tiêu đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lỡ các cái cuộc họp quan trọng giữa những cái lo ngại về sức khỏe. Bản tin cho biết người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ bỏ lỡ những cái chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của một cái lãnh đạo nước ngoài tới Hà Nội trong vòng chưa đầy một tuần, giữa lúc có những cái lo ngại về sức khỏe của ông ta. Ông Trọng năm nay 79 tuổi, người nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong hệ thống chính trị độc đảng của Việt Nam, thường xuyên tiếp đón các cơ quan chức nước ngoài tới thăm nước này trong các cuộc gặp riêng. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Trọng dự kiến sẽ không gặp Tổng thống Indonesia, ông Bambang Joko Widodo, trong chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày thứ Sáu vừa qua, theo những dự thảo chương trình nghị sự từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng như Văn phòng Tổng thống Indonesia cho Reuters biết. Ông Trọng cũng không có tên trong danh sách lãnh đạo Việt Nam tiếp Thủ tướng Lào ông Phong Say Sifandon vào cuối tuần trước. Vẫn theo Reuters cho biết ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trước công chúng là ngày 26 tháng 12 năm 2023, khi ông này gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Nhật Bản, ông Kazuchi, tại Hà Nội. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời những cái bình luận và câu hỏi liên quan tới sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng khi Reuters gửi đến. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta chuyển sang bản tin thời sự của Đài Á Châu Tự Do ngày 13 tháng Giêng. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Tòa sơ thẩm Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 1 tuyên án đối với 38 bị cáo trong đại án kit test COVID-19, số này bị cho hưởng lợi bất chính 1.200 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị án cao nhất 18 năm tù về tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD. Cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh và cũng là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị tuyên 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Trịnh Văn Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh 14 năm tù. Ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, 8 năm tù.
hai cựu cán bộ khác của Bộ Y tế gồm Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng thuộc Cục Quản lý Dược, lãnh 9 năm tù, và Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính, 7 năm tù. Cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, bị án 3 năm tù. Đối với nhóm bị tuyên tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, 5 năm tù, Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh này, 4 năm tù, ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, 4 năm tù. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt, lãnh 29 năm tù, và Phó Tổng Giám đốc Công ty Vũ Đình Hiệp, 15 năm tù. Cả hai bị tuyên phạm hai tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Hai nhân viên công ty Việt Á phạm tội đưa hối lộ gồm Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo cũng bị tòa tuyên phạt 4 năm tù. Còn hai bị cáo phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi gồm Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty SNB Holdings, bị tuyên phạt 30 tháng án treo, và Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, 30 tháng tù. Nhóm bị cáo còn lại bị kết tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang, 5 năm tù, Ngụy Thị Hậu, phó phòng tài chính kế toán CDC Bắc Giang, 30 tháng tù. Hai bị cáo Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu kế toán trưởng CDC tỉnh Nghệ An, cùng bị 2 năm 12 ngày tù bằng số ngày tạm giam. Còn ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC tỉnh Bình Dương, được miễn trách nhiệm hình sự vì từ chối nhận tiền của công ty Việt Á. Những bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 24 tháng án treo đến 5 năm tù giam. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Tòa Quân sự Thủ đô Hà Nội cũng đưa vụ án liên quan công ty Việt Á ra xét xử. Sau 3 ngày, tòa tuyên ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, công ty Việt Á 25 năm tù, ông Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, 15 năm tù, ông Hồ Anh Sơn, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y, 12 năm tù. Ngoài những mức án cho 3 người vừa nêu, tòa còn tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y, 7 năm tù, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, cựu trưởng phòng tài chính Học viện Quân y, 4 năm tù, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược Học viện Quân y, 6 năm tù, và Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, 6 năm tù. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ bỏ lỡ chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Hà Nội trong vòng chưa đầy một tuần giữa lúc có lo ngại về sức khỏe của ông. Ông Trọng, 79 tuổi, người nắm quyền lãnh đạo đảng từ năm 2011, là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong hệ thống chính trị độc đảng của Việt Nam và thường xuyên đón các quan chức nước ngoài đến thăm trong các cuộc gặp riêng. Tuy nhiên, theo hãng Reuters, ông dự kiến sẽ không gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến thăm cấp nhà nước vào thứ Sáu, theo dự thảo chương trình nghị sự từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Indonesia. Ông Trọng cũng không có tên trong danh sách lãnh đạo Việt Nam tiếp Thủ tướng Lào Sondesai Sifadon vào cuối tuần trước. Lần cuối cùng ông Trọng xuất hiện trước công chúng là ngày 26 tháng 12, 2023, khi ông gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về sức khỏe của ông Trọng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cần có sự hợp tác giữa ban tuyên giáo của hai nước Việt Nam-Trung Quốc để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ hai nước. Phát biểu được ông Thưởng đưa ra hôm 11 tháng 1 năm 2024, trong buổi đón tiếp ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội. Báo Nhân dân dẫn lại nội dung cuộc gặp cho biết, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo hai nước cần phối hợp tốt để cùng giáo dục sâu đậm các tầng lớp cán bộ đảng viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai bên, về những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị hai nước, qua đó tiếp tục đưa quan hệ hai đảng hai nước và nhân dân phát triển bền vững và tốt đẹp. Hai ban cần phối hợp tuyên truyền, quán triệt đầy đủ trong cán bộ đảng viên, nhân dân hai nước,
về tuyên bố chung của hai nước để việc triển khai các nội dung thỏa thuận tuyên bố có hiệu quả tốt. Ông Thưởng cũng lưu ý cần phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt báo chí, truyền thông, đưa những thông tin tích cực cổ vũ tuyên truyền tinh thần hợp tác, tình cảm bạn bè sâu nặng giữa hai bên để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ hai nước. Qua đó, kịp thời phản bác các thủ đoạn, luận điệu nhằm chống phá quan hệ tốt đẹp hai đảng, hai nước. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lời ông Thưởng. Ông Lý Thư Lỗi trong cuộc gặp đã chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng, định hướng hợp tác giữa hai đảng, hai nước. Ông Dương Mạnh Tiến, 42 tuổi, ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, vào ngày 10 tháng 1 bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Định tiến hành biện pháp vừa nêu đối với ông Dương Mạnh Tiến. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của ông này. Cơ quan an ninh điều tra khi bắt ông này thông tin rằng trong năm 2019, ông Dương Mạnh Tiến bị cho chiếm đất rồi xây dựng tại khu quy hoạch dân cư thuộc thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp cưỡng chế, nhưng ông Dương Mạnh Tiến không chấp nhận và phản ứng. Những lời lẽ của ông này bị cơ quan chức năng cho là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, cũng như xâm phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, xúc phạm danh dự của một số cá nhân. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định cho biết, vào ngày 21 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ra thông báo việc chấm dứt tiếp nhận đơn và giải quyết vụ việc của ông Dương Mạnh Tiến. Bản thân ông này khiếu nại cho rằng diện tích ông sử dụng do nhà nước giao cho cha mẹ ông theo diện di dân dân kinh tế mới năm 1995 và năm 2003, ông dựng lều nhưng sau đó bị sập vì bão. Đến năm 2006, ông xây móng nhà và đến tháng 3 năm 2020 mới xây được nhà, thế nhưng địa phương lập biên bản cho là trái phép. Ông Dương Mạnh Tiến không chấp nhận và khiếu kiện. Vụ án đối với ông này được khởi tố vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 và đến ngày 10 tháng 1 ông bị bắt giam. Vụ bắt giữ ông Dương Mạnh Tiến như vừa nêu có thể được xem là vụ đầu tiên bắt theo cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ và cơ quan chức năng lạm dụng để dập tắt các tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước. Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ Việt web avongrfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị liên tục chương trình, chúng tôi giới thiệu với quý vị những cái thông tin liên quan tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là cái bài viết của một tác giả chuyên viết về bí mật cung đình Việt Nam, ông Lê Văn Đoành, trong một cái bài bình luận với tựa đề ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hôn mê. Theo tác giả Lê Văn Đoành cho biết, những tin chấn động trong triều đình cộng sản, Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào hôn mê. Theo tác giả, sinh lão bệnh tử, đời người không ai có thể tránh khỏi, huống gì một cái người già như ông Nguyễn Phú Trọng đã bước qua tuổi 80. Tuy nhiên thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang thoi thóp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đang gây xôn xao dư luận. Theo tác giả, những đồn đoán về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dấy lên sau khi ông này vắng mặt tại một số sự kiện quan trọng liên quan tới vấn đề ngoại giao trong khoảng 2 tuần vừa qua. Với thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và là người nắm quyền lực thực chất cao nhất trong quan hệ quốc tế ở nhiều nước. Dù khác hệ thống chính trị nhưng gần đây, hầu như người ta đã thừa nhận cái vai trò của ông Trọng trong chức năng nguyên thủ. Trên thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Theo giới quan sát, theo dõi các cái hoạt động gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy ông Trọng thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài và lãnh đạo các cái đảng anh em tới thăm Việt Nam. Lần cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong cái hội nghị nông dân lần thứ 8 và cũng tiếp
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, ông Shikazuo. Tuy nhiên từ sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn vắng mặt trên các phương tiện truyền thông, ngay cả những vị khách quý tới thăm Việt Nam. Một cái sự kiện đáng chú ý đó là ngày 11 tháng 1 năm 2024, đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có một chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, trưởng ban tuyên truyền Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Thư Lỗi, tới thăm Việt Nam, song được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp. Dù Việt Nam và Trung Quốc có nhắc tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên truyền thông, nhưng báo chí nhà nước Việt Nam không đưa tin về sự xuất hiện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, ngày 6, ngày 7 tháng Giêng, Thủ tướng Lào Sổn Say Sivanon tới thăm chính thức Việt Nam dịp này ba vị trí trong tứ trụ, đó là Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ, đã tiếp Thủ tướng Lào. Giới phân tích cho rằng trong quan hệ ngoại giao theo thứ bậc của Việt Nam, Lào, Campuchia được đặt trên cả các cái nước là đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ Việt Nam, Lào, Campuchia được coi là mối quan hệ đặc biệt, quan hệ anh em. Do đó, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện trong các cái cuộc tiếp đón đối với lãnh đạo Lào, Campuchia là một điều bất thường. Để so sánh, theo Reuters, vào ngày 11 tháng 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tân Thủ tướng Campuchia ông Hun Manet tới thăm Việt Nam, và trong ngày 11 tháng 1 vừa qua, từ khóa Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu số lượng tìm kiếm trên mạng xã hội với tổng cộng 30.000 lượt tìm kiếm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời các yêu cầu từ Reuters. Trong khi đó, trước đây vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đã bị đột quỵ trong chuyến thăm Kiên Giang. Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết do cường độ làm việc cao ảnh hưởng tới sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Và thưa quý vị, những thông tin cho biết sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam ngày 26 tháng 12, ông Nguyễn Phú Trọng gặp phải một cái vấn đề đột ngột về sức khỏe. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiểu tiện không kiểm soát được và diễn biến bệnh tình mỗi ngày mỗi sâu đi. Tại Bệnh viện 108, ông Nguyễn Phú Trọng được chuẩn đoán là bị nhồi máu não, được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu ICU. Và trong suốt cả một tuần qua, người ta thấy rất đông lực lượng quân đội và công an phong tỏa các lối ra vào của quân y viện 108. Những tin tức nội bộ rò rỉ cho biết ông Nguyễn Phú Trọng bị tai biến lần này là lần thứ hai, xuất huyết bắn cầu phải tại khu A2 tầng 11. Nơi ông Nguyễn Phú Trọng nằm, tất cả các lối đi đều bị phong tỏa. Cầu thang số 6 dẫn lên các lầu được lực lượng tình báo tập cục 2 kiểm soát, chỉ dành cho những người có thẻ đặc biệt mới được vào thăm. Trước đây gần 5 năm, năm 2019, trong chuyến thăm miền Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ ở Kiên Giang. Sau đó, Nguyễn Phú Trọng lập tức được đưa bằng máy bay trực thăng tới khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đó, ông Nguyễn Phú Trọng chẩn đoán bị xuất huyết não thể nhẹ, và ngày vài ngày sau, ông Nguyễn Phú Trọng được chuyển cơ đưa về Hà Nội điều trị tại quân y viện quân đội 108. Theo tác giả Lê Văn Đoành, may mắn đợt đó ông Nguyễn Phú Trọng chỉ bị xuất huyết nhẹ, bị liệt nửa người bên trái. Sau đó một tháng thì phục hồi với sự giúp đỡ của các bác sĩ Trung Quốc. Tuy nhiên lần này may mắn không đến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay các nguồn tin hiếm hoi được tuồn ra từ viện 108 cho biết ông Nguyễn Phú Trọng trong tình trạng chuyển bệnh khá nặng, tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, rồi rơi vào hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng xấu. Trong một cái diễn biến khác, tác giả cho biết ngày 9 tháng 1 năm 2024, một cái sự kiện bất thường đáng chú ý, đó là Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng trong năm 2024. Theo giới quan sát, đây là một động thái khá đặc biệt. Không biết quân đội đang toàn tính gì.
và những cái điều vừa kể cho thấy có lẽ quân đội đang kiểm soát tình hình chính trị Việt Nam. Theo tác giả cho hay, có lẽ người anh em phương Bắc hiểu rõ hơn về tình hình ở Việt Nam hiện nay. Đó là lý do tại sao ngày 10 tháng 1 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc ông Trần Tư Nguyên đã bất ngờ bay sang Việt Nam và được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội kiến. Và chiều cùng ngày, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức một cái hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất. Kết thúc hội nghị, Việt Nam-Trung Quốc đã ký một cái biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Theo giới quan sát đặt ra những cái câu hỏi, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Trung Quốc là hợp tác về cái gì? Tại sao lại là vấn đề lần thứ nhất ngay vào cái thời điểm hiện nay? Một cái điều, theo tác giả Lê Văn Bạch cho hay, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rất lo lắng bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng, một cái nhân vật được cho là lý luận số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ khó có thể và đi gặp cụ Mác và cụ Lenin. Theo đó, một cái câu hỏi đặt ra ai sẽ thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái câu hỏi mà giới cho mù và thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đặt ra. Theo tác giả cho biết, Vương Đình Huệ là cái tên được đích thân của Nguyễn Phú Trọng giới thiệu quy hoạch chức danh Tổng Bí thư khi đưa Vương Đình Huệ từ chức Phó Thủ tướng Chính phủ sang thay cho Hoàng Trung Hải, trắng mền chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội vào năm 2020. Để một năm sau đó, Vương Đình Huệ ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, con đường ông Nguyễn Phú Trọng sắp đặt cho Vương Đình Huệ tương tự như đường đi của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, từ Bí thư Thành ủy Hà Nội lên Chủ tịch Quốc hội, sau đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo tác giả cho biết, cuộc đua ngầm vào cái vị trí Tổng Bí thư còn có các nhân vật khác đầy tham vọng, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, và đừng quên nhắc tới tên Tô Lâm. Lúc ông Nguyễn Xuân Phúc chưa bị truất phế, trong hai lần lấy phiếu thăm dò tại Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ đều không đạt 70% số phiếu theo yêu cầu. Vương Đình Huệ đã không đạt được cái số phiếu 70% theo yêu cầu. Và tại phiên họp Bộ Chính trị ngày 21 tháng 12 năm 2022, sau khi thống nhất cho hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi chức về vườn, buổi họp đó, nguồn tin nội bộ cho hay chính Vương Đình Huệ đã đứng lên phát biểu cho rằng tôi nghĩ anh Nguyễn Xuân Phúc không nên làm đơn xin thôi đi. Và đó là lý do giới phân tích cho rằng Vương Đình Huệ sợ để Nguyễn Xuân Phúc ngồi lại sẽ tranh ghế Tổng Bí thư nếu như ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ qua đời. Theo tác giả, trong tứ trụ hiện nay, ông nào cũng tỉ vết, đặc biệt Vương Đình Huệ được cho là có cái tính mê sắc dục, say mê ca hát và gái hú. Vương Đình Huệ có rất nhiều những cái biểu hiện thiếu chuẩn mực đạo đức của một chính trị gia hàng đầu. Được biết, năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Phạm Đình Huệ lúc đó vướng vào một cái tình ái với ca sĩ Hương Tràm. Phức tạp hơn, trên mạng xã hội còn cho rằng Hương Tràm đã mang thai với Vương Đình Huệ, sau đó sang Mỹ sinh con, mấy năm không về Việt Nam. Còn đối với ông Phạm Minh Chính, đi mỗi xe đi đoàn bởi các cái vụ đánh của Tổng Bí thư liên quan tới những cái bê bối xảy ra ở Quảng Ninh, nhất là những cái bê bối liên quan tới tình ái của Phạm Minh Chính đối với bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC. Trong khi đó, Võ Văn Thường tương đối sạch sẽ hơn, nhưng một cái điểm yếu của Võ Văn Thường là non và trẻ, chưa đủ lão luyện để cầm đầu đảng. Đồng thời, Võ Văn Thường không phải là một người Bắc có lý luận, dù rằng Võ Văn Thường theo tác giả tiết lộ có xuất thân không thuộc hàng con đầu trấu trà như đồn đoán, mà cha của Võ Văn Thường đã mất, từng là cán bộ quê Vĩnh Long tập kết ra miền Bắc. Mẹ Võ Văn Thường là y tá, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Võ Văn Thường được đánh giá có một tính tình ôn hòa, chịu khó học hỏi và phấn đấu, nên các cái lãnh đạo Cộng sản miền Nam như Võ Văn Kiệt, Võ Văn Văn Cải, Nguyễn Bình Chiết, Từ Sàng, Bà Dũng và kể cả Nguyễn Phú Trọng đều có thiện cảm.
Được biết trong một cuộc gặp mặt vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch nước ông Tôn Đức Thắng, người ta nhận thấy các nguyên lão miền Nam, đó là Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, kể cả Nguyễn Xuân Phúc như ngầm liên minh để ủng hộ cho Võ Văn Thưởng lên chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội 14. Đặc biệt lần đầu tiên, hai ông Tư Sang và Ba Dũng đã có những biểu hiện kề vai sát cánh bên nhau, thân mật trong một cái khuôn hình. Theo tác giả Lê Văn Đoành tóm lại rất nhiều những cái kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được biết sẽ triệu tập một viên họp bất thường đặc biệt để chọn người nắm giữ vai trò Tổng Bí thư. Và những tin cuối cùng cho biết Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang vận động để tranh chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nếu như ông Nguyễn Phú Trọng rút hơi thở cuối cùng. Và theo giới quan sát, nếu như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư thì quốc tàng của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được cho là tổ chức hết sức sơ sài và kết thúc nhanh chóng. Liên quan tới câu chuyện sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những cái đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đã băng hà. Một cái câu hỏi đặt ra sự thực hay tin đồn và ai sẽ là người thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Như quý vị đã biết, mạng xã hội đang dấy lên tin đồn đoán cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở trong với tình trạng thập tử nhất sinh. Trên trang Facebook cá nhân của cựu giám đốc Ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do đã viết rằng đồn đại nghe được Mỹ bác cả vào nhà thương cả tuần này, bệnh tình khá nặng, phải đặt ống trợ thở, ai biết tin rõ ràng hơn xin cho cả nhà biết với nhé. Trong khi đó, nhà báo Phúc Lai, một người chuyên đưa tin chiến sự Ukraine từ Hà Nội cách đây vài tiếng đồng hồ, cho biết trên trang Facebook cá nhân: hôm qua có người hỏi tôi, nhà mình sắp qua đám Hà Bát, tôi biết đâu chúng nắm tình hình, không biết tại sao lại hỏi tôi. Và theo nhà báo, Phúc Lai cho biết hôm nay ở khu vực Ba Đình, tấn đường nhiều ghê, tắc lung tung cả. Vấn đề này đề nghị các quý khán thính giả nội xác nhận. Trong khi đó, nhà báo An Tôn của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết có các cấp tin của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài nhận được chỉ thị của Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu chuẩn bị sổ tang. Trong khi đó, thưa quý vị, trên mạng xã hội có rất nhiều những ý kiến bình luận khác nhau, nhưng nhìn chung dư luận bày tỏ những ý kiến khác nhau, đại ý cho rằng ở cái tuổi ngót nghét 80, giá như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biết nghỉ ngơi, sống với con với cháu những cái năm tháng cuối đời thì hạnh phúc biết mấy. Hay cũng có những ý kiến cho rằng nếu Tổng Bí thư tầm bổ dưỡng sức thì ông Trọng cũng sống được thêm 5 hay 10 năm nữa. Nhưng rõ ràng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì tham công tiếc việc và ham hố quyền lực quá mức, nhất là Tổng Bí thư đã có những cái tiền sử tai biến mạch máu não nên rất dễ bị mắc lại. Và thưa quý vị, trong khi đó các cái nguồn tin thạo tin cho hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ yếu quá, khó qua khỏi. Được biết một số bộ phận của văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan của chính phủ đã có lệnh trực 24/24, đồng thời hủy các cái lịch nghỉ cá nhân để lo việc lớn, và dự báo rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mệnh lệnh nào đó sẽ có cái cuộc gặp kín của mấy vị đầu sò, xếp lại bàn cờ, dẹp công cuộc đốt lò, công cuộc tham nhũng lại ổn định trở lại. Chúng tôi nêu ra các cái vấn đề vừa kể để quý vị thấy rằng sinh lão bệnh tử nó là cái quy luật của tự nhiên. Người ta sinh ra sau đó sẽ phải chết đi, chẳng ai có thể sống mãi mãi được cả. Ngoài trừ có một cái nhân vật duy nhất, đó là Hồ Chí Minh, được Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí cho sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Một cái vấn đề cần phải bàn có lẽ là trái ngược với các cái quốc gia dân chủ tiến bộ, vì các cái lãnh tụ hay chính khách do dân chúng bầu lên, cho nên vấn đề sức khỏe cũng như đời tư của các chính sách hay lãnh đạo các quốc gia đó được minh bạch công khai, mọi thông tin dân chúng đều biết kịp thời. Còn ngược lại, ở các cái quốc gia độc tài phi dân chủ như Việt Nam, Trung Quốc hay Liên bang Nga,
những cái bí mật về sức khỏe hay đời tư của các lãnh tụ lại được coi là những cái bí mật quốc gia. Như ở Việt Nam, luật về sức khỏe lãnh đạo là bí mật của nhà nước đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 11 năm 2028 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo đó, sức khỏe của công tác lãnh đạo Việt Nam vốn giữ kín từ lâu. Ví dụ như cái chết của ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là một cái ví dụ điển hình. Theo đó, năm 1969, ông Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, thông tin cũng được giữ rất kín. Ngay cả ngày mất của ông Hồ Chí Minh là ngày 2 tháng 9, nhưng người ta đã sửa thành ngày 3 tháng 9 để tránh ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Và như quý vị đã biết, phải hàng chục năm sau, ngày qua đời thật của ông Hồ Chí Minh mới được công bố chính thức. Những điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng ở Việt Nam, với lý do sức khỏe của các lãnh đạo là bí mật quốc gia, nên dân chúng không được tiếp xúc với những thông tin khả tín liên quan tới sức khỏe hay đời tư lãnh đạo, mà chủ yếu người dân được biết thông qua những kênh tin đồn của thông tấn xã vỉa hè. Và chắc chắn những tin đồn sẽ bất lợi hơn nhiều những thông tin chính thức nếu nhà nước Việt Nam chính thức công bố. Bởi quý vị đã biết một quy luật tự nhiên, đó là tin lành đồn xa, tin dữ cũng đồn xa. Trong khi chúng ta đang sống trong cái kỷ nguyên Internet, thế giới phẳng, những cái chuyện giữ kín, những cái điều bí mật là những cái điều cực kỳ khó khăn. Đặc biệt trên mạng xã hội hiện nay, chỉ một cái kích lập tức thông tin sẽ được lan tỏa nhanh chóng khắp toàn cầu. Đó là lý do tại sao người Việt Nam hiện nay biết được các hoạt động của các cái lãnh đạo chủ chốt, những cái lãnh tụ và cái sự vắng mặt của họ hay biến mất của họ lập tức sẽ được chia sẻ, thông báo và loan tải rộng rãi trên mạng xã hội. Mà cái câu chuyện mắc bệnh lạ của các ông như Nguyễn Bá Thành, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, hay ông Trần Đại Quang, nguyên chủ tịch nước, là một cái ví dụ điển hình. Như quý vị đã biết, trong lúc mạng xã hội vào cái thời điểm đó đã cập nhật chính xác các cái diễn biến, trong khi truyền thông nhà nước lại ra sức bùng bít, kể cả khi trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thành đã bị bệnh nặng, thậm chí đã mất trước nó, nhưng truyền thông nhà nước vẫn không chỉ im lặng mà còn đưa tin giả. Đó là báo chí đưa tin cho hai ông Nguyễn Bá Thành vẫn ăn nguyên một cái tô cháo và nói với người nhà rằng tàu có chim mồ. Và kết quả ra sao thì quý vị đã biết, cuối cùng nhà nước phải công bố ông Nguyễn Bá Thành và ông Trần Đại Quang qua đời bằng một cái bệnh lạ không thể điều trị được. Và thưa quý vị, theo giới phân tích liên quan tới câu chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giả sử như có cái liên hệ gì mà ông Nguyễn Phú Trọng có qua đời, thì đây là một cái thời gian Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất đi một cái trụ cột quan trọng và nội bộ lãnh đạo sẽ quay ra cắn xé tranh giành quyền lực làm cái điều tất yếu. Một cái câu hỏi đặt ra đó là ai sẽ thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chèo lái một cái con thuyền nan op ẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam vào lúc này, trong cái bối cảnh các diễn biến quốc tế hết sức phức tạp. Nhiều ý kiến cho rằng lúc này người cầm trịch chỉ có thể là Bộ trưởng Công, lúc này người cầm trịch chỉ có thể là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm cái người phù hợp để kế nhiệm, bởi vì uy lực uy quyền của ông Tô Lâm có thể triệt hạ các ý kiến chống đối, còn ông Võ Văn Thưởng chủ tịch nước thì được cho là quá non nớt, chưa đủ chín. Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ không đủ uy quyền, nhất là không có súng trong tay để có thể trụ vững. Do đó, nếu không là Tô Lâm, lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nát như tường. Dù rằng ai cũng biết để Tô Lâm cầm trịch làm cái điều cực kỳ nguy hiểm, bởi Tô Lâm sẽ là cái kẻ thân Trung Quốc, đồng thời tham tàn khát máu và vợ Trung Quốc gấp vạn lần Nguyễn Phú Trọng. Như quý vị đã thấy, một cái câu hỏi đặt ra tại sao tình huống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cái khả năng cao cũng rất có thể là mắc bệnh lạ, tương tự như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vinh. Và thưa quý vị, người ta cứ được cứ đoán, nhưng một cái câu trả lời ông Nguyễn Phú Trọng bệnh hệ ra sao thì chỉ ngày 15 tới ngày 18 tới đây, như quý vị đã biết, theo kế hoạch Quốc hội sẽ nhóm họp một cái phiên bất thường của Quốc hội khóa 15.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cái đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng có dự cái phiên họp bất thường của Quốc hội hay không? Lúc đó chúng ta sẽ có một cái câu trả lời chính xác. Và như quý vị đã biết, sau biến cố Kiên Giang, đó là cái tai nạn về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến kinh lý vào tháng 4 năm 2019 tại quê hương của ông Nguyễn Tấn Dũng, một kẻ cựu thù của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, theo giới quan sát gấp người cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa một cái nhóm bác sĩ cắt lương y trị bệnh cổ truyền của Trung Quốc tốc sang Hà Nội để phối hợp với các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và sau đó, như quý vị đã biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phục hồi và trở lại làm việc. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, dù rằng trong thời gian đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi chưa vững, vẫn phải có người dìu, và sau này vẫn phải có người nắm tay để đi cho vững. Vào cái khoảng thời gian đó, như quý vị đã biết, có những tin tức từ giới thạo tin cho biết, nhóm bác sĩ Trung Quốc điều trị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đảm bảo với phía Việt Nam rằng tuổi thọ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kéo dài ở một cái mức tương đương với tuổi thọ của các lãnh đạo Trung Quốc, ở một cái độ tuổi trung bình 90, thậm chí có thể sống lâu tới 100 tuổi. Nghe nói lúc đó phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Minh, đã tỏ ra rất vui mừng và biết ơn đặc sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, trên mạng xã hội gần đây liên quan tới tình hình trục trặc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có rất nhiều ý kiến bình luận và cho rằng phải thông cảm với Tổng Bí thư bởi một cái điều kiện tuổi cao sức yếu nhìn làm việc hết sức căng thẳng, nhất là sau hội nghị Trung ương 8, một cái sự thất thế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cái bối cảnh tình trạng thù trọng giặc này. Và như quý vị đã biết, tại hội nghị Trung ương 8 lần đầu tiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại trong công tác nhân sự cho Đại hội 14, cụ thể khi trình một cái kế hoạch giới thiệu các cái nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14 sắp tới cho Ban chấp hành Trung ương xem xét và thông qua. Trong 7 trường hợp của Tổng Bí thư nêu ra thì chỉ có duy nhất một trên 7 trường hợp, đó là trường hợp của trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung được bầu bổ sung làm với thành viên của Ban Bí thư, còn lại 6 vấn đề khác đều bị Ban chấp hành Trung ương trả lại và yêu cầu Tổng Bí thư phải làm rõ. Theo giới phân tích giặc ngoài thì rõ ràng ai cũng biết, với một cái quyết định bạo gan gần đây của Tổng Bí thư, thì quyết định nâng cấp mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và gần nhất là mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên một cái mức cao nhất, đó là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện ngang bằng với mối quan hệ của Việt Nam với hai cường quốc, đó là Nga và Trung Quốc. Và điều đó đã khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh, đặc biệt ông Tập Cận Bình, tức không hài lòng. Và điều đó khiến cho mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được đánh giá ở một cái mức thấp nhất chưa từng thấy. Và thực vi chuyến công du Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào đầu tháng 12 năm 2023, ông Tập Cận Bình được Hoàn Cầu Thời báo cho biết đã phải mất công sang Hà Nội để hỏi tội những cái đứa con hoang đàn Việt Nam tại sao lại có cái thay đổi ngỗ ngược và khó bảo như vậy. Và thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, giới phân tích đưa ra những cái bình luận cho rằng rất có thể trong cái đợt chữa bệnh định kỳ hàng năm theo lịch thăm bệnh của các bác sĩ Trung Quốc, chắc chắn số phận của ông Nguyễn Phú Trọng và đang nằm gọn trong tay của Tập Cận Bình cũng như ban lãnh đạo Bắc Kinh. Trước đó, nhà văn Phạm Biết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra hành chính và chống tham nhũng của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân cho biết có năm yếu nhân Việt Nam nghi bị Trung Quốc hạ độc, đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh. Dư luận đồn đoán cho rằng Nguyễn Bá Thành đã bị hạ độc vì đe dọa tới số phận của một nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, và cả Nguyễn Bá Thành và Trần Đại Quang đều có những cái sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc về. Theo nhà văn Phạm Viết Đào, Trần Đại Quang chỉ nhận một cái bó hoa của Trung Quốc trong chuyến thăm mà mang một cái bệnh lạ chữa không khỏi. Chưa hết,
Thưa quý vị, theo nhà văn Phạm Đức Đạo còn cho biết thêm, ông Việt Phương, 53 năm làm thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng với một số năm làm thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn kể lại cho biết, trong một lần cùng ông Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh, ông Lê Duẩn được ông Hồ Chí Minh gọi sang phòng của ông Hồ và dặn, tối nay chúng sang ngủ chung với bác. Bác chắc rằng Trung Quốc không dám điều làm điều gì với chú, nên chú phải hết sức cẩn thận, vì bạn không ngờ chú. Đó là lý do tại sao khi gặp Bắc Kinh, ông Lê Duẩn thường đổi giường cho thư ký nằm, vì như vậy sẽ an toàn. Và thưa quý vị, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hồi phục rất nhanh và trở lại làm việc sau khi biến cố về thăm Kiên Giang, quê hương của Nguyễn Tấn Dũng, vẫn theo nhà văn Phạm Viết Đào đánh giá, cho rằng đó là cái điều mừng một nhưng lo mười. Tại sao lại nói như vậy? Theo giải thích của ông Phạm Viết Đào, trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cận đại có rất nhiều các cái lãnh đạo Việt Nam sau khi thăm Trung Quốc về đều có những cái vấn đề bất thường về sức khỏe. Nhưng sau đó, nếu biết thì nhờ các cái thầy thuốc Trung Quốc giải cứu và bị họ biến thành những cái con tin của thầy thuốc Trung Quốc. Câu chuyện của cố chủ tịch nước ông Lê Đức Anh là một ví dụ. Theo đó, hàng năm Trung Quốc tiếp tục cử những cái đoàn y tế do một nữ bác sĩ châm cứu nổi tiếng của Trung Quốc sang thăm sức khỏe cho Lê Đức Anh. Đó là lý do Lê Đức Anh khi qua đời cũng ở cái tuổi 99. Theo giới thạo tin cho hay, lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây, một số nhân viên đã cam kết làm việc cho Trung Quốc, song vì một cái lý do nào đó họ quay xe. Đó là những cái trường hợp như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vịnh. Và một cái cái kết đó là những người vừa kể đã mắc bệnh lạ và phải chết trong đau đớn. Những cái điều chúng tôi liệt kê vừa kể để quý vị thấy rằng tình huống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể mắc một cái bệnh lạ bí ẩn giống như những cái trường hợp kể trên. Và thưa quý vị, đó là những cái đồn đoán chúng tôi giới thiệu với quý vị. Còn kết quả thực sự ra sao, chúng ta hãy chờ xem. Và thưa quý vị, liên quan tới tin tức sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật liên tục để gửi tới quý vị những cái thông tin mới nhất. Và thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 8 và Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh nhân sự do Quốc hội bầu hay phê chuẩn. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, công luận đã đưa ra những nhận xét về kết quả lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội đối với 44 nhân sự lãnh đạo cấp cao do Quốc hội phê chuẩn. Một cái điều đáng chú ý đó là việc Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có tới 43 phiếu tín nhiệm cấp, đó là một cái sự việc rất nghiêm trọng. Còn số 43 phiếu tín nhiệm thấp, nó thể hiện kết quả tín nhiệm của Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong 6 trên 16 thành viên của Bộ Chính trị giữ các chức vụ lãnh đạo được đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm ngày 25 tháng 10 vừa qua. Cụ thể, theo kết quả công bố cho thấy, có 6 ủy viên Bộ Chính trị trong số 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp đã cho thấy một Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ với số phiếu 437 tín nhiệm cao, 32 tín nhiệm và 11 tín nhiệm thấp. Tương tự Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với số phiếu 414-634, Thủ tướng Phạm Minh Chính với số phiếu tín nhiệm cao 373, tín nhiệm 90, tín nhiệm thấp 17. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đạt một số phiếu tín nhiệm cao nhất, đó là 448 phiếu với 29 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp. Đáng chú ý, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình đạt số phiếu tín nhiệm cao 311, số phiếu tín nhiệm 142 và tín nhiệm thấp cũng chỉ là 28. Vậy mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm với số phiếu tín nhiệm cao 329 phiếu, số phiếu tín nhiệm 109 và cái số phiếu tín nhiệm thấp lên tới 43. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, vị Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một cái nhân vật lâu nay
được đánh giá là siêu quyền lực trong cái vai trò ông Tô Lâm thường xuyên là cánh tay phải của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò, nhất là kể từ sau đại 13 cho tới nay, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã phanh phui các cái đại án như chuyến bay giải cứu hay đại án Việt Á. Những cái điều vừa kể, theo giới quan sát, Đại tướng Tô Lâm đã khẳng định một cái vị trí độc tôn. Ông Tô Lâm trở thành những người thực sự nắm quyền thống trị trên bàn cờ chính trị Việt Nam hiện nay. Bởi một cái điều quan trọng nhất, đó là chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới là người nắm được top của tất cả các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thời điểm bây giờ. Ngược dòng thời gian kể từ sau đại hội 12 năm 2016, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chứng tỏ cho thấy ông ta dần dần trở thành một cái người nắm quyền sinh quyền sát đối với hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Tô Lâm coi làm cái ông vua không ngai trong đảng cũng là cái điều không có gì là xa rời thực tế. Nhưng theo giới phân tích, nhìn từ cái chiều ngược lại, thì những cái điều vừa kể của ông Tô Lâm nó trở thành những cái tử huyệt mà Bộ trưởng Tô Lâm phải đối mặt trong cái thời gian tới đây, thậm chí trong một thời gian rất gần. Và điều này nó sẽ khiến cho, nó có thể khiến cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ mất sự nghiệp chính trị của một ủy viên Bộ Chính trị, một bộ trưởng, một đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Thậm chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm có thể rơi xuống một cái vực thẳm không có khả năng cứu chữa. Tại sao lại có những cái nhận định như vậy? Theo giới phân tích, ngược dòng thời gian, đặc biệt một cái thời gian gần đây, sẽ thấy 1 tháng 11 năm 2021, hẳn quý vị chưa quên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã dính vào một scandal đầy tai tiếng khi bị dư luận chỉ trích vì ông Tô Lâm xuất hiện trong một clip video, trong đó cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm há to miệng để đắp một cái miếng thịt bò rát vàng do một cái tay đầu bếp chí danh trên thế giới, người Thổ Nhĩ Kỳ, dùng một cái lưỡi kiếm đốt tận miệng ngài Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong cái quán ăn nổi tiếng ở thủ đô London, Anh Quốc. Và như quý vị đã biết, thời điểm đó, những cái kẻ không ngờ Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong đảng tận dụng cơ hội này đã tìm cách đánh bật ông Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ Công an đầy quyền lực. Thậm chí cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó cũng vòi hùa trong cái cuộc họp lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu tháng 12 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra vẻ vô tình nhắc nhở cán bộ, nhưng thực ra ông Nguyễn Phú Trọng đã mỉa mai cạnh khóe ông Tô Lâm, cho rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Và thưa quý vị, lập tức những cái lời xúc xường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm lộn tiếp, máu nóng bốc lên đầu, và lập tức Bộ Công an quyết định khởi động một cái vụ đại án Việt Á kinh thiên động địa, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dính trách nhiệm về việc đã đặt bút ký chào tặng huân chương lao động hạng ba cho công ty Việt Á của ông chủ Phan Quốc Việt. Ngoài ra, ngay sau đó, hàng loạt các nhân vật thân cận của Tổng Bí thư đã dính trưởng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đó là Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội, rồi Nguyễn Thanh Long, cựu Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, bằng cái động tác kỹ thuật cao thủ đã giúp cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ trong chớp mắt lật ngược được tình thế, đồng thời lấy lại danh dự trong cái vai trò người tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đáng lẽ cái vụ bê bối thịt bò rát vàng trước đây thì Tô Lâm hiện nay phải cảnh giác và rút kinh nghiệm đề phòng và tránh. Nhưng với cái sự ngạo nghễ, với một sự tự tin cao độ, thời gian gần đây, Bộ trưởng Công an Tô Lâm liên tiếp có những cái quyết định sai lầm được đánh giá là nghiêm trọng. Cụ thể, một, mới đây, dư luận xã hội ở Việt Nam cực kỳ bức xúc về việc Bộ Công an hành dân, đó là việc thay đổi xoành xoạch các giấy tờ tùy thân của công dân. Được biết, trong vòng 10 năm vừa qua, Bộ Công an đã buộc người dân phải đi làm mới giấy tờ tùy thân, lúc thì chứng minh thư nhân dân, lúc thì căn cước, rồi lại căn cước công dân, vân vân và vân vân.
và điều đó không chỉ khiến cho dư luận xã hội, mà kể cả báo chí truyền thông nhà nước quản lý cũng bức xúc không kém. Cụ thể, báo Tiền Phong ngày 22 tháng 10 vừa qua đã có một cái bài viết với tiêu đề đổi tiền căn cước công dân thành căn cước có lợi gì cho người dân hay không. Theo báo Tiền Phong khẳng định, dư luận xã hội thấy rằng đề nghị đó không thuyết phục. Và thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng những cái thông tin của truyền thông nhà nước cho biết Bộ Công an đã cấp 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và điều đó liên quan gì tới những cái thông tin của Facebooker Hành Nhân đưa trên mạng xã hội được loan truyền rộng rãi trong thời gian vừa qua. Theo Facebooker Hành Nhân cho biết, có cái nguồn tin cho hay bên làm phần mềm và cấp phôi nhựa cho các cái dịch vụ đổi chứng minh thư hay căn cước là người thân của người đứng đầu Bộ Công an. Và đó là lý do mấy năm gần đây, năm nào Bộ Công an cũng chi tiền thuế của dân vào cái lĩnh vực đổi căn cước tới 3.000 tỷ. Ngoài ra, Facebooker này còn tiết lộ cho hay đó là một lý do tại sao người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây cần một cái máy chém nên chấp nhận chiều chuộng cho Tô Lâm nhiều quyền lực như vậy. Xong cho tới hiện tại, người đốt lò cũng chỉ hy vọng tìm ra một cái người kế cận cản lại được các cái hành động bành trướng của Bộ trưởng Công an. Một cái vấn đề thứ hai đó là Bộ Công an không chỉ quản lý mã số định danh đối với các công dân hay muốn mã số định danh cho xe ô tô. Mới nhất, Bộ trưởng Công an Tô Lâm lại có những cái tham vọng định danh số nhà. Đó là điều dư luận xã hội phản ứng gay gắt cho rằng ông Tô Lâm muốn quản lý luôn cả lĩnh vực nhà đất, bất động sản hay sao? Và nếu quý vị biết rằng theo Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, cho biết việc định danh số nhà sẽ xác định được số lượng bất động sản sở hữu của cá nhân nào. Vẫn theo Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh nói chung, mỗi chung cư hiện nay có hàng ngàn hộ dân. Nếu chỉ ghi một cái địa chỉ của tòa nhà chung cư chung chung thì nó chỉ mới là dữ liệu chung chứ chưa phải thông tin của từng cá nhân cụ thể. Dư luận xã hội không đồng tình. Có những ý kiến cho rằng đó là tham vọng lớn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi muốn nắm tròn quyền quản lý xã hội để tiến tới quản lý cả đất nước. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng đó là một cái hành vi lạm quyền của Bộ Công an, bởi vì tài sản là thuộc quyền riêng tư, luật đất đai không yêu cầu phải công khai. Vậy điều đó có liên quan gì tới những cái đồn đoán hiện nay trên mạng xã hội dưới thảo tin chia sẻ những cái thông tin cho rằng trước đây ông Nguyễn Phú Trọng muốn sử dụng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cái vai trò của một máy chém để phục vụ công cuộc đốt lò. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trao cho Tô Lâm rất nhiều quyền lực. Nhưng đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dần hiểu ra một cái sự thật. Đó là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang âm thầm thực hiện một cái cuộc đảo chính không tiến xuống với một cái mục tiêu loại bỏ và tiến tới tước ngôi vị Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Do đó, việc ông Nguyễn Phú Trọng không còn một cái cách nào khác phải tìm mọi cách bằng mọi biện pháp để cản lại những cái tham vọng bành trướng quyền lực không giới hạn của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là điều ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm không cho phép Tô Lâm trở thành một cái kẻ quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư. Và thưa quý vị, theo giới phân tích và dư luận xã hội cho rằng những cái bài học kinh nghiệm trong 12 năm cầm quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng biết đó là tất cả các cái nhân vật lãnh đạo cấp cao, người tham vọng thế chỗ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một chiếc ghế độc tôn riêng của ông Trọng, sẽ nhận những cái kết không thể khác. Như trường hợp ông Đinh Thế Huynh, một cái đệ tử thân cận của ông Nguyễn Phú Trọng, song bởi lộ một cái ý đồ đó lập tức biến mất bí ẩn. Hay mới nhất, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, cựu thủ tướng chính phủ trước đại 13 đã không giấu giếm những tham vọng đoạt ghế Tổng Bí thư của ông Trọng. Và cuối cùng, một cái kết như chúng ta đã thấy, ông Nguyễn Xuân Phúc bị đá đít về vườn không kèm không chống. Đó là chưa kể tới cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau cái trận sóng gió
Trước đại hội 12 đến nay, giới quan sát cho rằng bà Dũng vẫn hồn siêu phách lạc. Và thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem những biến động rất lớn sẽ xảy ra trong thời gian tới đây. Và thưa quý vị, tóm lại, sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng làm cái việc đương nhiên không thể nào ngờ. Nhưng rõ ràng đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, sự tồn tại hay biến mất nó là cái vấn đề mà dư luận cũng như giới quan sát hết sức quan tâm. Thưa quý vị, nhiều quý vị đã biết trong thời gian vừa qua có những biến động nhân sự của công ty ô tô VinFast. Theo đó, Phạm Nhật Vượng ngồi ghế tổng giám đốc công ty ô tô VinFast thay thế cho bà Lê Thu Thủy chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản trị của ô tô VinFast. Có cái câu hỏi đặt ra tại sao VinFast lại có sự hoán đổi vị trí lãnh đạo bất ngờ như vậy. Theo đó, ngày 6 tháng Giêng năm 2024, công ty ô tô VinFast công bố một cái loạt thay đổi trong bộ máy lãnh đạo của công ty. Theo công bố cho biết, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch VinGroup, một cái công ty mẹ của VinFast, sẽ chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị sang đảm nhận chức vụ CEO của công ty ô tô VinFast thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Ông Phạm Nhật Vượng cũng tiếp quản vị trí giám đốc điều hành của công ty ô tô VinFast. Trong khi đó, bà Lê Thu Thủy chuyển từ vai trò tổng giám đốc đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty ô tô điện trên cương vị tổng giám đốc VinFast. Ông Phạm Nhật Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược. Tiếp thị, việc hoán đổi vị trí lãnh đạo chiến lược của VinFast làm cái kế sách kinh doanh của VinFast trong năm 2024. Theo giới quan sát, vấn đề này nhìn ở mức góc độ pháp lý thì căn cứ vào khoản 1.156 của luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần. Cụ thể, chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu và miễn nhiệm bãi nhiệm trong số các thành viên của hội đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần được quy định rõ tại điểm B khoản 1.88 của luật doanh nghiệp, không được kiêm giám đốc hay tổng giám đốc. Theo đó, cuộc họp của hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị được bầu trong cái kỳ họp đầu tiên của hội đồng quản trị trong thời gian 7 ngày, làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử hội đồng quản trị. Cuộc họp đó do các thành viên có số phiếu bầu cao nhất hay tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên, số phiếu bầu hay tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ để triệu tập họp hội đồng quản trị. Theo đó, chủ tịch hội đồng quản trị là cái người có chức vụ cao nhất của công ty, có bốn vai trò cơ bản. Một, đảm nhiệm về mặt truyền thông, làm cái người kết nối nội bộ công ty với nhau, kết nối công ty với các vấn đề phát sinh bên ngoài. Hai, có thẩm quyền quyết định. Ông chủ tịch hội đồng quản trị là người chủ trì cũng như một cái người góp sức khi quyết định những cái chiến lược và chính sách mang lại lợi ích cho công ty và nhân viên. Ông chủ tịch hội đồng quản trị, vấn đề thứ ba đó là trách nhiệm con chim đầu đàn để dẫn dắt đội ngũ cán bộ quản lý công ty và làm cái nguồn động lực to lớn của đội ngũ nhân viên công ty. Một cái trách nhiệm thứ tư đó là chủ tịch hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về các cái hoạt động thường xuyên cũng như phải chịu trách nhiệm cho các cái quyết định của cá nhân. Theo giới phân tích bốn vai trò cơ bản nêu trên, chủ tịch hội đồng quản trị thường tập trung chủ yếu vào cái vai trò lãnh đạo, truyền thông và ra quyết định. Còn vai trò quản trị của chủ tịch hội đồng quản trị lại có những thay đổi khác nhau ở mỗi cái giai đoạn phát triển của công ty. Ví dụ giai đoạn đầu công ty mới thành lập nhiều khó khăn thì chủ tịch hội đồng quản trị sẽ thể hiện nhiều vai trò quản trị hơn. Còn khi công ty đã ổn định đi vào hoạt động bình thường thì vai trò quản trị lại được chuyển giao cho ban điều hành của công ty. Một cái vai trò quan trọng nhất của chủ tịch hội đồng quản trị đó là phải đảm bảo cho hội đồng quản trị thể hiện một cái sự lãnh đạo
ví dụ như sự lãnh đạo chuyên nghiệp thông qua các cái tổ chức, thực hiện điều hành các cái cuộc họp hội đồng quản trị trên nguyên tắc các cái lý thuyết đề ra có thể không đúng với trường hợp ô tô VinFast. Theo giới phân tích vì ông Phạm Việt Vượng hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của VinGroup, một cái công ty mẹ của ô tô VinFast, và thưa quý vị, tiến sĩ Trung Hùng Quý, một cái nhà bình luận hết sức thận trọng trong mọi vấn đề, đưa ra một cái bình luận mới nhất về công ty VinFast trong một status với tiêu đề "Một trong những nguyên nhân khiến cho công ty ô tô VinFast chưa thành công". Theo tiến sĩ Trung Hùng Quý, vạn sự khởi đầu nan, hiếm ai có thể thành công ngay từ ngày đầu. VinFast có phát triển được hay không để đánh giá lúc này là quá sớm. Hiện nay, theo tiến sĩ Trung Hùng Quý, VinFast đang thất bại. Trước tiên là do họ sử dụng phương thức truyền thông kiểu độc tài, sạc nghi máu, tăng thùng bớt bạn. VinFast rầm rộ đưa xe sang Hoa Kỳ để bán tiêu theo một cái hình thức thuê mùa, vậy mà chỉ bán được hơn 200 xe. Cuối cùng, VinFast lại phải mang xe về, đưa ra chạy taxi theo cái kiểu với lòng ế ăn dần trừ bữa. Trong khi đó, toàn bộ các nhân sự cấp cao là người nước ngoài, chuyên gia am tường về công nghệ ô tô. Họ đã quyết định rời bỏ VinFast ra đi. VinFast đành phải làm cách mạng nhân sự khi chủ tịch tập đoàn trực tiếp làm CEO điều hành cho công ty này. Những điều vừa kể theo tiến sĩ Trung Hùng Quý cho thấy VinFast tạm thời đang thất bại, và để đánh lừa các cái con nhà ngạo nghễ, để làm cho các cái quan chức nhà nước miền Nam dễ ăn dễ nói với nhân dân, khi VinGroup đã chiếm đoạt hàng nghìn hecta đất vàng, đất nội đô để nuôi xe, VinFast đã sử dụng vũ khí truyền thông của họ đánh vào cái tinh thần cực đoan của người Việt Nam với một chiêu trò đi xe VinFast là yêu nước, cho đội ngũ tuyên truyền kiểu du kích trực tiếp đối đầu tuyên chiến với đông đảo tầng lớp trí thức và doanh nhân cấp tiến ở Việt Nam, dù rằng họ cũng thực lòng mong muốn VinFast thành công kinh doanh hiệu quả, khi thực tâm chỉ ra những sai lầm của VinFast với mong muốn VinFast sửa sai để tiến bộ, chứ chẳng có cái anh nào phản động ngôn suy tới cái mức mong muốn cho VinFast thất bại để chịu mất oan tiền thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua xe ngoại với cái số tiền bỏ ra gấp đôi, và cũng chẳng ai mong muốn nhìn VinGroup lại đi thù địch với những người góp ý cho mình tiến bộ. Đó là một sai lầm thứ nhất, bởi vì chính tầng lớp trí thức các doanh nhân cấp tiến ở Việt Nam hiện nay trong và ngoài nước, họ mới là những cái khách hàng niềm tảng đầy triển vọng của ngành xe hơi, bởi họ là giới có tiền, có trí tuệ, họ có hảo tâm mong muốn VinFast hữu ích cho đất nước. Còn cái đám ngạo nghễ, bọn dư luận viên đa cử thì chúng nó lấy đồng tiền ra mua xe hơi. Theo tiến sĩ Chu Hồng Quý, tôi năm nay đã 70 tuổi, chưa thấy một cái hãng nào đã phô trương một cái slogan dùng hàng của họ là yêu nước, bỏ ra hàng trăm ngàn tỷ chỉ để mua một cái tinh thần ngạo nghễ của một cái đàn bò đỏ thì chỉ có là cái lũ kinh doanh tâm thần. Chưa hết, theo tiến sĩ Chu Hồng Quý, một cái sai lầm thứ hai đó là VinFast đối đầu với khách hàng khi đẩy họ về phía chống đối mình khi sử dụng quyền lực chuyên chế của chính quyền công an trị để giải quyết các cái mâu thuẫn trong quan hệ dân sự mua bán, mà lẽ ra nếu không bảo thủ để biết tiếp thu những yêu cầu của khách hàng thì chắc chắn VinFast sẽ có những cơ hội tiến bộ hơn nhiều. Nhờ từng bước hoàn thiện những cái khiếm khuyết do khách hàng chỉ cho thấy, và từ đó VinFast đã đánh mất một cái niềm tin ở khách hàng tiềm năng khác. Vậy thử hỏi từ đây có ai dám mua hàng của một cái hãng ô tô hoạt động theo kiểu mafia hay không? Không chỉ đối đầu với dư luận phản biện, mà các cái khách hàng cao cấp VinGroup cũng như VinFast còn hung hăng đối đầu với các cái đối tác đối thủ trên thị trường toàn cầu. VinFast không thẩm thấu được tư duy của tất cả VinVin cùng thắng. VinFast ngồi nhìn như châu chấu đá xe khi tuyên chiến với rất nhiều những cái hãng xe sừng sỏ trên thị trường toàn cầu.
mới đây VinFast chỉ trích, chê trách ô tô điện của Trung Quốc, trong khi ai cũng biết VinFast, xe hơi điện của họ hoàn toàn nhập khẩu thậm chí nguyên chiếc từ Trung Quốc mà ra. VinFast đã gây thù chuốc oán với tất cả để tứ đẩy họ vào cái thế tứ bề thọ địch. Động tới ai cũng dừng vầy, nguyên chiến kiểu một mất một còn. Điều cuối cùng VinFast có cái kết quả như ngày hôm nay, đó là sự bầm dập, chảy ra dập vầy. Chẳng khác nào các cái thể chế chính trị độc tài, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch. Phòng tránh dịch cũng phải chiến dịch ra quần, báo đài rồi lô cốt cứ như đi đánh giặc, theo những cái người lãnh đạo cộng sản phải như thế mới oai phong lẫm liệt. Đó là lý do tại sao VinFast cứ phải gồng mình tạo ra rất nhiều đối thủ để cuối cùng phải bắt sức chống chọi với những kẻ thù tưởng tượng như hình tượng chiến đấu với khối xài chó. Theo tiến sĩ Chu Hùng Quý, nhu cầu thị trường là đa dạng, nhưng bản chất của thế giới vật chất lẫn tinh thần vốn vô cùng phong phú. Ông thích ăn thịt gà, bà thích lại ngài thịt vịt. Người này thích loại xe tiện nghi, kẻ khác ham mẫu xe sang trọng. Anh cho cái này là đẹp, nhưng tôi lại cho nó là xấu. Ông này thích loại xe rẻ bền, còn bà kia thì lại nghề một cái mẫu xe rộng rãi, thông thoáng. Chỉ sợ anh không đủ sức cung cấp hàng hóa cũng như thỏa mãn một trong vô vàn những nhu cầu đa dạng vừa kể mà thôi. Cộng hòa Liên bang Đức là một quốc gia có ngành công nghiệp ô tô lâu đời và tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Nhưng các cái hãng xe hơi Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí cả ô tô Trung Quốc, họ có thể chiếm một thị phần ở thị trường này. Cộng hòa Liên bang Đức đâu phải cấm các cái xe khác thì họ mới bán được hàng của họ. Trong kinh doanh, những ai tự sáng tạo ra cái mới để xác lập một cái vị thế độc quyền, kẻ đó sẽ thành công. Cớ sao ô tô VinFast không cố gắng để tạo ra một cái lợi thế độc quyền bằng một cái dòng sản phẩm độc quyền với tính cách khác biệt ở một cái sân chơi riêng do họ làm chủ cuộc chơi, mà cứ phải đâm đầu vào hốc vòi để tranh bá mía? Kết thúc bài viết, tiến sĩ Chu Hồng Quý nhận định rằng những cái điều vừa kể là những cái bài học vỡ lòng. Khi VinFast chưa được khai tầm thì con đường tới thành công của ô tô Việt Nam vẫn còn vời xa diệu vợi. Và thưa quý vị, qua câu chuyện vừa kể, hy vọng chúng ta cũng rút ra, đặc biệt những người kinh doanh trên thương trường, cần phải biết mình là ai, ở đâu, tránh cái việc tạo ra những cái kẻ thù. Điều mà tiến sĩ Chu Hồng Quý cho rằng hút voi để giành vã mía thì luôn luôn thất bại. Thưa quý vị, trong bản tin chiến sự Ukraine ngày hôm nay thứ Bảy, 13 tháng Giêng năm 2024, có những tin tức đáng chú ý. Vấn đề đầu tiên đó là Vương quốc Anh và Ukraine đạt được những cái thỏa thuận về quân sự lớn chưa từng thấy. Theo đó, Anh cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi đó có những tin đồn đại cho rằng Anh quốc sẽ gửi quân đội tham chiến trực tiếp tại Ukraine. Những cái điều vừa kể được cựu Tổng thống Nga Medvedev đưa ra những tuyên bố, nếu thực sự Anh quốc gửi quân sang Ukraine, đó là một hành động tuyên chiến của Anh đối với nước Nga. Tuy nhiên thưa quý vị, việc Anh quốc gửi quân sang Ukraine nó chỉ là những lời đồn đoán. Trong khi đó, tình hình xã hội Nga cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Mà người ta nói, họa vô đơn chí, đó là trước một cái tình trạng thiếu trứng, khan hiếm thực phẩm hiện nay, cộng với một cái tình trạng thiếu điện, thiếu sưởi ấm, đó là một cái tình trạng người dân Nga phải ra ngoài trời chặt củi để đốt sưởi. Và thú vị, có một sự kiện quan trọng đó là Nga nhập khẩu trứng gà, nhưng chẳng may 20% trứng gà nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan có thể bị nhiễm cúm gia cầm và một cái bệnh về gia cầm khác. Đó là lý do chính phủ Nga kêu gọi tất cả những người đã sử dụng trứng loại vừa kể hãy đi xét nghiệm máu ngay. Và thưa quý vị, trong khi đó, ở Moscow và một số khu vực ngoại ô nhận được các thông báo bắt đầu tiến hành cắt điện luân phiên. Theo đó, mỗi ngày sẽ cắt điện khoảng 12 giờ và bắt đầu từ ngày 14 tháng 1.
cho tới ngày 31 tháng 3. Những cái thông tin vừa kể để những ai vẫn tin rằng nước Nga còn có đầy đủ tiềm lực để có thể duy trì cuộc chiến, để quý vị hãy xem xét thận trọng hơn. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng nhất trong bài nói chuyện hôm nay đó là sự kiện Thủ tướng Anh ông Sunak đã tới thăm Ukraine đem theo một cái món quà viện trợ với trị giá 2,5 tỷ euro cho Ukraine mua vũ khí trong năm 2024. Đây là một sự kiện rất quan trọng. Như điều Thủ tướng Anh tuyên bố, tôi dành chuyến thăm đầu tiên nước ngoài tới Ukraine trong khi các cái thỏa thuận viện trợ quân sự của Anh cho Ukraine đã hết hạn. Và được biết nội dung thỏa thuận chính của thỏa thuận an ninh Anh-Ukraine đó là một thỏa thuận được đánh giá chưa từng có. Theo đó, thỏa hiệp này sẽ có hiệu lực trong 10 năm và sẽ gia hạn liên tục cho tới khi Ukraine gia nhập Liên minh NATO. Thỏa thuận này chính thức hóa phạm vi hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm chuyện chuyển giao các dữ liệu tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và hợp tác quân sự cũng như hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo đó, Anh Quốc chịu trách nhiệm cung cấp và hỗ trợ cung cấp quân sự cho Ukraine đầy đủ về khả năng phòng thủ trên không, trên bộ và trên biển một cách nhanh chóng, an toàn, liên tục nếu như trong trường hợp Nga tiếp tục tấn công. Và thưa quý vị, trong khi đó, trên chiến trường Ukraine hiện nay, quân đội Nga gần như dừng các cái cuộc tấn công sau để duy trì một cái tình trạng để tránh cho người Nga hiểu lầm trong cái đợt sắp tới sẽ bầu cử ở mặt trận Kupiansk. Quân đội Ukraine chủ động tổ chức tấn công các vị trí của quân đội Nga tại đây. Pháo tự động 40mm được chế tạo để tấn công các cái mục tiêu ở khoảng cách khoảng 3 cây số. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sử dụng các loại thiết bị này đặt trên những cái xe bọc thép. Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục tái chiếm khoảng nửa cây số lãnh thổ ở Verbovy, vùng Zaporozhye. Được biết, ngày hôm qua duy nhất một cái nỗ lực của quân đội Nga tiến hành một cái cuộc tấn công quy mô lớn theo hướng Avdiivka. Và thưa quý vị, được biết, đợt ra quân đầu tiên của quân đội Nga, hai xe tăng T-90 bị tiêu diệt và phần lớn lực lượng tấn công được cho là đã bị tiêu diệt. Có những nguồn tin cho biết rất có thể Ukraine sẽ quyết định đánh cho Nga một cái đòn rất đau để chấm dứt trận chiến trong chiến thắng. Những cái điều vừa kể liên quan gì tới những cái tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh thì sẽ đưa ra các cái thông tin tình báo cho rằng một cái tình trạng thiếu tác chiến điện tử của quân đội Nga hiện nay làm phức tạp thêm khả năng phòng thủ của Nga trước những cái lực lượng máy bay không người lái tấn công ồ ạt của Ukraine, đặc biệt ở mặt trận miền Nam Kherson. Theo cơ quan tình báo Anh đưa ra những cái tuyên bố của giới blog quân sự Nga, ước tính quân đội Nga đã mất khoảng 90% thiết bị quân sự ở khu vực Kryvyi Rih ngã sông Donetsk. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại những cái thỏa thuận của Vương quốc Anh và Ukraine. Theo đó, Thủ tướng Anh ông Sunak tới thăm Ukraine, công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất cho Ukraine, ước chừng giá trị 2,5 tỷ đô la. Điều vừa kể được Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Zelensky tại thủ đô Kiev ngày 12 tháng 1. Ông Sunak nói, hôm nay Vương quốc Anh muốn công bố với toàn thế giới một cái gói quốc phòng lớn nhất dành cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Gói viện trợ trị giá 2,1 tỷ bảng Anh, trị giá 2,5 tỷ bảng Anh chứ không phải 2,5 tỷ euro. Nghĩa là nó ước chừng khoảng 3 tỷ euro hay hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Và điều đó theo Thủ tướng Anh nó có nghĩa là việc tăng cường an ninh, vũ khí chống tăng, tên lửa và hàng trăm nghìn quả đạn pháo mới, cũng như việc huấn luyện cho hàng nghìn binh lính Ukraine. Đồng thời Thủ tướng Anh cho biết Vương quốc Anh đang hành động trước khi viện trợ tạm thời hết hạn bằng cách đưa ra những cái cam kết mới vừa kể. Theo Thủ tướng Anh đưa ra những cái đảm bảo cho rằng việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho thấy một cái mức độ nghiêm trọng của tình hình và thể hiện
hiện một cái quyết tâm hỗ trợ cho Ukraine của chúng tôi. Và đó là lý do tại sao tôi phải đến đây, theo lời của ông Sunak, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên năm 2024, và tôi cũng là vị nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Ukraine trong năm nay. Và thú vị, Anh Quốc làm quốc gia G7 đầu tiên thực hiện các cái thỏa thuận. Và đây là một cái gói viện trợ ở một cái mức độ chưa từng có của một quốc gia. Đến nỗi Tổng thống Zelensky thừa nhận nếu thỏa thuận này với Anh Quốc được ký từ năm 1991 thì chắc chắn Ukraine sẽ không có chiến tranh hiện nay. Và thưa quý vị, trong cái tuyên bố tại thủ đô Kiev ngày hôm qua 12 tháng Giêng, Thủ tướng Anh tuyên bố: "Tôi đến Ukraine để gửi tới quý vị một cái thông điệp đơn giản, đó là sự hỗ trợ của nước Anh không thể và sẽ không chùn bước. Và đối với tất cả người dân Ukraine, nước Anh luôn luôn ở bên cạnh họ cho đến chừng nào điều đó, tức cuộc xâm lược, còn xảy ra." Theo Thủ tướng Anh nói, tôi và Tổng thống Zelensky sẽ ký một cái thỏa thuận an ninh lịch sử Anh Quốc-Ukraine. Chúng tôi khẳng định Vương quốc Anh luôn luôn ủng hộ việc bảo vệ Ukraine và người dân nước này. Được biết trong cái thỏa thuận giữa Vương quốc Anh và Ukraine có một điều đáng chú ý, đó là Vương quốc Anh sẽ giao cho Ukraine một cái lô máy bay không người lái lớn nhất trong lịch sử. Và đây là cái lô máy bay không người lái được một quốc gia chuyển giao cho Ukraine. Được biết tại buổi lễ, Tổng thống Zelensky đã trao tặng huân chương tự do cho Thủ tướng Anh. Đây là cái giải thưởng nhà nước cao quý nhất của Ukraine cho người nước ngoài. Những cái điều vừa kể tại cuộc họp báo tại trung tâm báo chí của văn phòng Tổng thống Ukraine đã đưa ra. Theo đó, người đứng đầu chính phủ Anh được trao giải thưởng vì những cái công trạng đặc biệt trong việc bảo vệ chủ quyền và độc lập Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, hãy để giải thưởng nhà nước của Ukraine được huân chương tự do tôn vinh bạn của tôi, ông Sirky Sunak, vì những nỗ lực hoạt động của bạn trở thành cái sự ghi nhận đối với toàn thể người dân Anh, những cái người bảo vệ tự do đáng tin cậy của chúng tôi. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, vào tháng 8 năm 2022, Tổng thống Zelensky cũng đã trao tặng cái huân chương tương tự cho Thủ tướng Anh, lúc đó là ông Boris Johnson. Và trước đó, Phó Đào Đình đưa ra những cái thông báo cho biết các nước G7 đã đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh song phương cho Ukraine tại một cái hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023, và Vương quốc Anh làm quốc gia đầu tiên ký kết những thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận này được coi làm cái bước đầu tiên trong việc phát triển một cái mối quan hệ đối tác vững chắc kéo dài hàng thế kỷ giữa Ukraine và Vương quốc Anh. Một cái câu hỏi đặt ra, vậy hiệp định giữa Vương quốc Anh và Ukraine sẽ có hiệu lực bao lâu? Theo The Guardian cho biết, hiệp định sẽ có hiệu lực cho tới khi Ukraine gia nhập NATO. Câu hỏi thứ hai, những cái đảm bảo an ninh gì có thể nhận được từ Vương quốc Anh? Theo The Telegraph đưa tin cho biết, Anh Quốc sẽ giúp Ukraine kiểm soát Biển Đen bằng kinh nghiệm hải quân của nước Anh. Và điều này được quy định trong hiệp ước an ninh trong 10 năm. Trong bản ghi nhớ cũng cung cấp các cái đảm bảo an ninh sau chiến tranh, bao gồm việc tăng cường cung cấp vũ khí, tái áp dụng các biện pháp trừng phạt trong trường hợp có một cuộc tấn công bất kỳ khác của nước Nga. Đồng thời, Hải quân Hoàng gia Anh đang đào tạo các chuyên gia ra phá bom mìn những cái tàu không người lái của Ukraine để gỡ mìn và các thiết bị nổ khác trên biển. Và thưa quý vị, trong khi đó có những tin đồn cho rằng Anh Quốc sẽ cử quân sang tham chiến trực tiếp tại Ukraine, và điều đó khiến Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nếu Anh Quốc gửi quân sang Ukraine, đó là lời tuyên chiến với nước Nga. Theo Medvedev nói, nếu quân đội Anh đồn trú ở Ukraine thì đó là cái lời tuyên chiến trực tiếp đối với nước Nga. Trong khi đó, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã gửi một cái bản thông báo các biện pháp tới các quốc gia đồng minh về biện pháp hành động để tịch thu 300 tỷ đô la của Nga giúp cho Ukraine trong cuộc chiến. Đồng thời, nước Nga lập tức đưa ra các phản ứng bằng những tuyên bố cho rằng sẽ
trả thù tất cả những quốc gia tham gia trong điều vừa kể. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, gần đây Tổng thống Zelensky đã đưa ra các cái tuyên bố về một cái sự bí mật. Theo đó, ông Zelensky đã công bố một cái loại vũ khí tầm xa mà trước đó ông Zelensky cho rằng các đối tác của chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine một số vũ khí tầm xa. Ông Zelensky úp mở cho rằng tôi sẽ không cho quý vị biết các loại vũ khí nào, nhưng các cái đối tác đều biết về điều này. Và vũ khí đó chỉ trong một ngày ngay lập tức, bằng cái loại vũ khí vừa kể, chúng tôi đã tiêu diệt 26 máy bay trực thăng vũ trang, 12 máy bay chiến đấu ném bom của Nga khi chúng chuẩn bị cất cánh đi ném bom. Và thưa quý vị, trong cái bản tin mới nhất, người ta lấp lửng tiết lộ đó là loại tên lửa Storm Shadow. Theo đó, được tích hợp vào những cái máy bay Su-24 của Ukraine đã tạo nên những cái kỳ tích như vừa kể. Trong thông tin của một nhật báo của Anh Quốc tiết lộ, Tổng Giám đốc MBDA, ông Eric Berenger cho biết, những cái tên lửa Storm Shadow đã được tích hợp vào những cái máy bay ném bom Su-24 của Ukraine. Theo đó, công ty của chúng tôi có thể sửa đổi, kết nối các cái hệ thống tên lửa Storm Shadow thành công trong cái thời gian khá ngắn mà lẽ ra bình thường nó phải làm việc mất khoảng 6 năm. Và thưa quý vị, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra các cái thông báo cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng loại tên lửa Storm Shadow của Anh Quốc để tấn công vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, quân đội Nga lại nói rằng họ đã bắn hạ tất cả các tên lửa vừa kể, và tên lửa Storm Shadow xuất hiện kể từ đó đã tạo nên những cái kỳ tích. Theo đó, cái trường hợp đầu tiên biết đến về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow đó là cuộc tấn công vào các cái kho tàng quân sự ở Lugan. Theo kênh truyền hình Sky News của Anh cho biết, đáng kể một cái cuộc tấn công khiến cho tàu đổ bộ lớn và một cái tàu cầm Nga bị hư hại nghiêm trọng vào tháng 9 năm 2023. Và thưa quý vị, một cái bản tin của AFP cho biết tòa Bạch Ốc đã thừa nhận những sai sót trong việc kiểm soát viện trợ quân sự của Ukraine, và điều vừa kể nó có liên quan gì tới những cái thỏa thuận giữa lưỡng đảng hay không. Theo đó, theo một cái kết quả thanh tra độc lập được công bố ngày 11 tháng Giêng năm 2024, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kiểm tra đối với khoảng 1 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong cái báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, hơn 1 tỷ đô la tương đương với 59% tổng số gần 1,7 tỷ thiết bị quốc phòng mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine vẫn bị sơ suất, bất chấp những cái chỉ đạo yêu cầu bảo vệ chống lạm dụng hay trộm cắp. Bộ Quốc phòng Mỹ đã không lưu giữ được số seri chính xác của các thiết bị quốc phòng. Như quý vị đã biết, Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự hàng chục tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm rất nhiều những cái hệ thống phòng không, và việc giám sát khâu sử dụng cuối cùng làm cái điều cần thiết đối với các thiết bị có công nghệ nhạy cảm mà nước Mỹ không muốn lọt vào tay nước Nga. Nguyên nhân sự thiếu hụt giám sát, theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, do sự hạn chế về nhân sự, các thủ tục giám sát khâu sử dụng sau cùng ở vùng chiến trường Ukraine đã không được thực hiện cho tới tháng 12 năm 2022. Đặc biệt, việc hạn chế di chuyển đối với những lực lượng giám sát ở Ukraine, đồng thời thiếu kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho. Tuy nhiên, giới chức chính quyền của ông Joe Biden vẫn khẳng định rằng không có những bằng chứng cho thấy vũ khí đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra của thanh tra Bộ Quốc phòng đã cho thấy chính quyền đã không thực hiện đầy đủ những cái cam kết trong việc giám sát chặt chẽ, tránh để viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraine bị lạm dụng, bởi lý do Ukraine từ lâu nổi tiếng một cái quốc gia của Liên Xô cũ về vấn nạn tham nhũng. Thưa quý vị, trong khi đó, Forbes đưa ra cái bản tổng kết cho hay trong 23 tháng chiến tranh tại Ukraine, quân đội Nga đã mất tới 90% xe tăng tại chiến trường này.
Trong cái công bố mới nhất của Nhật báo OBS cho hay, trong 23 tháng chiến tranh, quân đội Ukraine đã mất 2.619 xe tăng. Và xét thấy rằng quân đội Nga tham chiến vào tháng 2 năm 2022 với số lượng xe tăng mang tới Ukraine là 2.987 xe tăng. Như vậy, với ước khoảng con số so sánh cho thấy 90% xe tăng Nga đã bị tiêu diệt trong gần 2 năm vừa qua, trong đó có 1.725 xe tăng bị phá hủy, 145 bị hư hỏng, 205 bị vứt đi, 544 xe tăng đó là các cái loại T-55, T-62, T-72, T-80 và T-90 bị quân đội Ukraine bắt giữ. Theo Forbes, dựa trên những cái cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, khi bắt đầu cuộc chiến, nước Nga sử dụng khoảng 3.000 xe tăng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, Bloomberg đưa ra những cái phân tích lưu ý rằng những cái số liệu vừa kể không tính đến các cái thiết bị được sản xuất trong chiến tranh và bổ sung cho quân đội. Bởi Điện Kremlin có cái khả năng thay thế các thiết bị xe tăng hỏng hóc tại một cái nhà máy Uran-Bakon-Zavod, nơi sản xuất những cái xe tăng T-90, cũng như 4 doanh nghiệp khác đang sửa chữa, hiện đại hóa những cái xe tăng cũ. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng vũ trang Anh Quốc vào tháng 7 năm 2023 cho biết khả năng nước Nga có thể sản xuất mới 200 xe tăng cho mỗi năm. Vào thời điểm tháng 7 năm 2023, về chỉ huy lực lượng quân đội Anh cho biết nước Nga ước chừng đã bị phá hủy 2.500 xe tăng. Và những cái con số đó được coi là kiểm chứng rất thận trọng bởi vì xác minh qua các cái hình ảnh vệ tinh và các cái clip video. Và thú vị, được biết hiện nay Nga bắt đầu gửi ra mặt trận những loại xe tăng cũ nằm ở trong kho hàng chục năm, bao gồm cả những xe tăng được sản xuất từ năm 1950-1960. Trong khi đó, truyền thông Đức cho rằng cuộc tấn công mùa đông của quân đội Nga đã thất bại, mặc dù nước Nga vẫn hiện diện hàng trăm nghìn binh lính trên chiến trường, sau sự tổn thất hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm xe bọc thép, và quân đội Nga vẫn không tiến được dù chỉ một cây số. Và thưa quý vị, một cái tin tức cuối cùng liên quan tới việc Nghị viện châu Âu đã tập hợp phiếu để sẵn sàng tước quyền bầu cử của Hungary trong Hội đồng của Liên minh châu Âu. Theo đó, đại biểu Nghị viện châu Âu đến từ Phần Lan, ông Petri Sarvatama, đã thu thập được 120 chữ ký cần thiết trong cái bản kiến nghị để tước quyền bầu cử của Hungary trong Hội đồng của Liên minh châu Âu. Ông này trong cái tuyên bố cho biết, các cái chữ ký đã được thu thập, chúng ta đang tiến tới một cái bước gần hơn để tước bỏ quyền bỏ phiếu của Thủ tướng Hungary ông Orbán. Đồng thời ông này lưu ý rằng giờ đây cần phải nhanh chóng đánh giá sự ủng hộ tổng thể cuối cùng cho bản kiến nghị vừa kể tại phiên họp toàn thể. Ông này cho biết điều này nó có thể xảy ra ngay trong tuần tới đây, vì khi đó Nghị viện châu Âu sẽ tiến hành bỏ phiếu về một cái nghị quyết liên quan tới Hungary. Và như quý vị đã biết, Hungary đã phản đối việc Liên minh châu Âu phân bổ việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine với tổng số tiền 50 tỷ euro trong thời gian 4 năm. Trước đó, truyền thông đưa tin, Thủ tướng Hungary tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ quyền phủ quyết nếu nguồn tài trợ được xem xét hàng năm. Trong khi đó, có những thông tin cho biết, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một cái kế hoạch dự phòng để giúp Ukraine trong trường hợp không thể thống nhất được khoản viện trợ 50 tỷ euro tại hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới đây. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.